Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với Ocean City, nơi đang sống bậc nhất hành tinh. Lần đầu tiên, Vingroup giới thiệu một mô hình thành phố phức hợp là sự kết hợp hoàn hảo của ba mô hình đô thị, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí. Cũng lần đầu tiên trong một thành phố có sự hiện diện của tất cả các thương hiệu chủ lực trong hệ sinh thái Vingroup, bao gồm Vinhome, Vinmec, Vincom, Vinschool, Vinuni, Vinfast, Vinsafari và Vinwonder. Đó chính là bộ ba đại đô thị đình đám Vinhome Ocean Park 1, 2, 3. Nay đã được nâng tầm lên thành Ocean City, thành phố tầm cỡ, điểm đến quốc gia. Ocean City được kiến tạo bởi 3 quận biển: quận 1, Vinhome Ocean Park 1; quận 2, Vinhome Ocean Park 2; và quận 3, Vinhome Ocean Park 3. Mỗi quận biển được kiến tạo theo những chất sống riêng biệt, tương ứng với 3 mô hình đại đô thị đang thịnh hành trên thế giới, đó là Downtown, Midtown và Uptown. Downtown, quận 1 là quận CBD, quận trung tâm hiện đại, nơi tập trung của nhiều tòa cao ốc hiện đại và các khu biệt thự sang trọng nằm bao quanh biển hồ rộng lớn, biểu trưng cho nhịp sống thời thượng của lớp cư dân 4.0 hiện đại có tư duy và tầm nhìn quốc tế. Midtown, quận 2 là quận ăn chơi với nhiều công trình biểu tượng, tạo điểm đến vui chơi giải trí, mua sắm liên hoàn. Đây cũng là quận của những lễ hội đa văn hóa, đa sắc màu, dành riêng cho những người ưa trải nghiệm, thích lối sống thụ hưởng. Uptown, quận 3 là quận nghỉ dưỡng với những công trình kiến trúc và không gian cảnh quan được thiết kế dựa theo những resort hàng đầu trên thế giới, nhằm nâng tầm trải nghiệm sống, làm việc, nghỉ dưỡng của cộng đồng doanh trí thời hiện đại. Thành phố du lịch số 1 tại Hà Nội. Ocean City được Vingroup định hướng trở thành thành phố du lịch số 1 tại Hà Nội. Những hoạt động vui chơi tắm biển tại bộ ba biển nhân tạo Vinhomes Crystal Lagoon, Royal Wave Park và Paradise Bay kết hợp với những sự kiện lễ hội mang nhiều sắc màu và bản sắc văn hóa đa dạng sẽ là những key chủ đạo thu hút du khách trên khắp cả nước và quốc tế. Đồng thời, hệ thống shop thương mại dịch vụ và dịch vụ homestay đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, đáp ứng trọn vẹn các nhu cầu về ăn uống, mua sắm, vui chơi giải trí và lưu trú ngắn hạn của du khách. Và chúng ta còn có thêm cả hệ thống công viên tỷ đô Vinwonder, công viên bán hoang dã Vinpearl Safari Gia Lâm do chính Vinpearl tổ chức, sẽ giúp cho những du khách chưa biết nhiều về Ocean City vẫn có thể thưởng ngoạn trọn vẹn kỳ nghỉ dưỡng tại thành phố du lịch xinh đẹp này. Để dễ hình dung, chúng ta hãy cùng nhau tưởng tượng một cuộc sống tại Ocean City. Sáng đi làm tại quận 1, chiều về tắm biển sóng nhân tạo quận 2, vui chơi các trò chơi nước tại quận 3, tối uống bia và thưởng thức âm nhạc tại phố Bùi Viện Chinatown. Không chỉ là nơi nghỉ ngơi, thư giãn, Ocean City còn là một môi trường hoàn hảo để cho các bạn nhỏ có một tuổi thơ tuyệt vời và trưởng thành. Cần cả một ngôi làng để nuôi dạy một đứa trẻ. Để nuôi dưỡng một đứa trẻ không chỉ cần sự giảng dạy của giáo viên, mà cần sự đồng hành của gia đình và cha mẹ, và đặc biệt là môi trường xung quanh. Và với Ocean City, chúng ta có một cộng đồng cư dân văn minh, môi trường sống trong lành. Chúng ta có đa dạng hệ thống trường học liên cấp từ mầm non đến cấp 3, như trường liên cấp Vinschool, trường quốc tế Brighton College, trường quốc tế Dewey và trường quốc tế Hàn Quốc Korea Global School. Những điều này sẽ giúp nuôi dưỡng con em chúng ta có một cuộc sống trọn vẹn, đủ đầy và một tương lai đầy hứa hẹn phía trước. Còn với ba mẹ chúng ta thì sẽ như thế nào? Trong một cuộc sống đầy những bon chen, vất vả và bận rộn, đôi khi chúng ta quên mất nhiệm vụ phụng dưỡng ba mẹ một cách tốt nhất. Nhưng đã có Ocean City thay bạn chăm sóc sức khỏe của gia đình, với nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe tận tâm và chuyên nghiệp. Với hệ thống cây xanh được giao bộ sẽ giúp ba mẹ rèn luyện sức khỏe thường xuyên hơn.
và đặc biệt là cộng đồng người lớn tuổi tại Ocean City rất nhiều. Điều này sẽ giúp ba mẹ có một cuộc sống thú vị và thoải mái hơn tại Ocean City. Và đặc biệt là hệ thống chăm sóc sức khỏe cao cấp. Ocean City sở hữu hệ thống chăm sóc sức khỏe cao cấp với thiết bị máy móc hiện đại, hệ thống phòng ốc tiêu chuẩn quốc tế sẽ thay chúng ta chăm sóc sức khỏe gia đình khi không may bị bệnh. Và đặc biệt, lần đầu tiên tại Việt Nam có dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà. Như vậy, Ocean City phần nào đó sẽ thay chúng ta chăm sóc sức khỏe ba mẹ và người thân mỗi khi chúng ta bận công tác hoặc các công việc quan trọng. Điều này sẽ giúp chúng ta an tâm hơn về sức khỏe của ba mẹ và gia đình. Bệnh viện rất ít dùng, nhưng khi dùng thì cực kỳ quan trọng. Với những người trẻ như chúng ta thì sao? Đã nhiều người mua được nhà, mua được xe kể từ khi triển khai các dự án tại Ocean City. Không những vậy, có rất nhiều người khác với nhiều ngành nghề khác nhau cũng đang có những công việc rất ổn định tại Ocean City. Và điều này sẽ còn gia tăng hơn nữa khi mà các tòa tháp văn phòng tại quận 1 sẽ đón thêm nhiều công ty về làm việc, và các tòa tháp văn phòng tại quận 2 và quận 3 cũng sẽ sớm hình thành. Ngoài ra, các khu vực xung quanh Ocean City bán kính từ 20 đến 30 km sắp tới sẽ có rất nhiều các khu công nghiệp lớn tại Hưng Yên. Với các tuyến đường đã hình thành, tuyến cao tốc Hưng Yên-Thái Bình, tuyến đường tỉnh lộ 39 đang gấp rút hoàn thiện, thì việc di chuyển bằng xe ô tô từ Ocean City tới các khu vực này cũng rất thuận lợi. Điều này sẽ giúp kéo một lượng cán bộ nhân viên cao cấp và chuyên gia nước ngoài về ở tại Ocean City. Và với những yếu tố trên, chúng ta có thể thấy Vingroup đang xây dựng lên một thành phố trung tâm mới tại phía đông Hà Nội, và Hà Nội sẽ trở thành một thành phố đa trung tâm như nhiều thành phố lớn khác trên thế giới. Và hành trình nào cũng sẽ cần những điểm dừng chân lý tưởng, và một trong số những điểm dừng chân lý tưởng của Ocean City đó chính là Masurai Home. Nếu như ở quận 1 chúng ta có 6 tòa căn hộ cao cấp Masurai Waterfront có vị trí trung tâm của quận, thì sắp tới tại quận 2 chúng ta sẽ có 23 tòa chung cư cao cấp phân khúc Lumiere sẽ được xây dựng tại các vị trí lõi của quận 2. Và bây giờ cũng sẽ là phần quan trọng nhất của video ngày hôm nay. Khám phá một điểm dừng chân độc bản, một tuyệt phẩm của quận 2. Lumiere Spring Bay.